đã lên lịch video từ ngày 19 đến ngày 27. Thế còn chần chờ gì nữa? Let's go! Người ta nói có thực thì mới vực được đạo, cũng như có sức thì mới có thể ngồi xe 2 tiếng đồng hồ lên Sài Gòn được. À không, thật ra đó là má tôi bắt ăn chứ không có gì đâu. Đây là cẩu sực anh em ạ. Đây là cái quán bò ngon nhất cho Trần An anh em ạ. À, thật ra là do nó kế bên nhà tôi nên là tôi bia cho người ta xíu thôi anh em, nhưng mà ngon thiệt. Anh em nào mà có xuống đây có thể ghé vào quán bò này ăn thử nha. Ok, bây giờ thì mình đã có thực rồi. Bây giờ thì sẽ vật lộn với 80 km đường đi nè. Let's go. Ok anh em ạ, sau hơn 1 tiếng đi xe thì mình đã tới nhà của anh Bổn rồi. Đây. Đấy, khá là mệt luôn nên là mình nghĩ là mình sẽ nghỉ ngơi một tí rồi chúng ta sẽ lên đường đi mua một vài thứ linh tinh. Và giới thiệu với anh em, đây là con chó. Thật ra là nó là con mèo nhưng mà tên con chó anh em ạ, đây là một con mèo của anh Bổn. Hello. Hello, hello các bạn đi không? Hello. Cô tên không anh em? Đây là góc làm việc của Chiron các bạn ạ. Còn đây là Chiron. Anh em ạ, à, người yêu đang chấp tôi anh em ạ. À, vì sáng tôi đã trễ. Và hiện tại là tụi tôi đang ngồi ở một cái studio để thu âm. Và ngày hôm nay tôi cùng với Chiron và người yêu của tôi đi thu âm bài đi cùng anh khắp thế giới anh em ạ. À. Hồi hộp cái cai hát nha anh em. Cái gì? Ok anh em ạ, à, hiện tại là bọn mình đã lên tới phòng thu rồi. Khá là chuyên nghiệp luôn, nhìn trong xung quanh này. Đấy. Khá đỉnh luôn anh em ạ, à. Và bây giờ thì Kai sẽ là người gọi hết. No. Đồ thôi thì bài này tôi sẽ thu để cái hôm phải meeting tôi sẽ lên để tôi hát cùng với mọi người. Để mọi người coi quá trình nha. Chưa, 7 nào. 3, 2, bước trên chặng đường mới cùng nhau, bàn tay nắm tay, bước trên dòng đời hãy nghĩ về nhau, bước trên dòng đời hãy nghĩ đến nhau, ta dựa trên bờ vai nhau mỗi ngày. Hãy hướng thật xa về tương lai kia. Em tựa như một song trong anh. Hãy nắm thật chặt đôi tay anh nhé. Hãy nhắc tên anh từng cơn mơ. Hãy nhắc tên anh từng nỗi nhớ. Hãy nắm tay anh cùng đi. Đi cùng anh. Đi cùng anh không. Ok anh em ạ, à, tiếng chó sủa hơi nhiều anh em đừng để ý. Nhưng mà hiện tại là tôi đã thu âm xong cái bài đi cùng anh khắp thế giới rồi. Bây giờ chúng ta phải chờ 4 ngày sau để mình có thành phẩm. Và tất nhiên mình sẽ up lên trên YouTube cho anh em xem, anh em yên tâm nha. Và bây giờ thì tôi phải làm cái việc mà tôi cần làm, đi chơi với Min đây. Và hẹn anh em vào ngày mai. Bye bye. Dù ta đi ngược về xuôi thì nhà anh Bổn vẫn là chân lý. Vâng, và tôi vừa mới về tới nhà anh Bổn sau một đêm dài, khá là mệt mỏi. Và hiện tại là mình sẽ đi xuống dưới và qua homestay cùng với Kangaroo Van. Chào Khang. Xe đẹp nha.
để dư không? Ok, đây để em mang cho. Ok anh em, let's go. Các bạn muốn nghe chuyện cười không? Tôi tới chung cư rồi. Nhưng mà lộn chung cư anh em ạ. Bây giờ đi tiếp. Lê vô. Má sáng giờ chưa ăn gì anh em ạ? Đói quá. Đói không Khang? Đói anh. Kiếm đường thôi, hết cả thanh xuân rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta phải qua 39 bến Vân Đồn. Khá là xa. Rồi thôi, cố gắng nè. Dạ. Cuộc sống cháy ngang, cuộc đời bế tắc. Đây rồi, việc cứu tinh của chúng ta đây. Mình thi. Ô mày ơi. Phật. Ô ca mui đây à? Phải ca mui không? Hả? Khang. Má tôi nhận không ra ca mui luôn các bạn. Tôi nhận không ra ca mui luôn các bạn ạ. Ô mày ơi. Tao đứng mày nắng mày 5 phút rồi á. Bạn đồng nhận cho đi chị. Má chàng trai ngày nào của chúng ta bây giờ đã trở thành lực sĩ rồi. Cái... Thấy không? Chợ Kim Biên 50 ngàn một rổ á. Tối nay ra tao chặt con tay mày. Mày hôm qua mày đi đâu? Mày đi chơi với gái không? Mày đi chơi với gái mày bỏ em, mày bắt thằng trai là phải mang đồ cho mày qua, còn nếu không mang mày lại chết luôn nó 1 triệu luôn. Rô này. Đây là mập đu luôn. Hello. Chào mập đu ra em. Mập đu luôn. Mình là mập đu ra em. Mập đu luôn. Mình là mập đu ra em. Chào bạn Rô. Ok anh em ạ, và anh em có thể thấy được một sự bất công không hề nhẹ. Anh em đoán xem đây là phòng của ai? Đúng rồi, đây là phòng của con gái. Còn bên đây là phòng của bọn nam bọn mình nè. Cô Teo mấy bạn. Quá dễ thương luôn. Chào Khen. Ok anh em ạ, thì hiện tại là homestay anh em mình quậy cũng đủ rồi. Giờ mình với anh ba chia buồn sẽ đi mua một số đồ linh tinh để cạo râu nè, cạo lông mày nè, cạo đầu nè. Đâu? Nè. Hồ bơi nè. Ôi. Tí đi anh. Một bịch đi 5 cây. Ba mua cái này nè. Ừ. Vậy đó, thôi mình ăn hủ nữa. Hủ để hai nha, mình ăn riêng không? Đây là hậu quả của việc ăn chơi thác loạn và... Đi lắm đây. 1.637.000. Nhiều không chị? Rô bao. Em ăn. Lúc đi tay không nhẹ nhàng, lúc về mới bàng hoàng một đống đồ ăn. Anh em nhìn nè, nguyên cái đống này là tốn hết 1.637.000. Đấy, và bây giờ thì bọn mình sẽ mua trước cái đống này để tối nay bọn mình đi chụp ảnh anh em ạ. Đi chụp ảnh lâu lắm nên là phải có đồ ăn ăn lót bụng. Đây là cô nàng của chúng ta. Đừng khoe, khoe nhiều quá. Ủa à? Em đi mọi người ơi. Đây, ném luôn đây này. Cái gì mà có mua của đi thì mì gì đấy? Mì gà muối sắc. Mì gà muối sắc là mì gà muối thịt gà.
Như anh em cần biết thì Dịch đã từng ăn trong nhà vệ sinh. Hồi xưa Dịch đã ăn trong nhà vệ sinh luôn. Cũng cái tướng ngồi này. Cũng cái tướng ngồi này. Anh ơi để kéo cái bàn vô đây mà. Anh ơi kéo cái bàn vô đây ăn mà Dịch. Nhìn khổ sở vậy. Nhìn khổ sở vậy. Ngon đi. Ngon mà. Ngon. Tiền em mà sao không ngon được. Đúng rồi nghe mùi nhang lắm em. Nghe mùi nhang dễ ăn. Ngon mùi. Ngon mập. Ngon ngon. Ngon không? Đừng ngon, tôi mà không ngon mới lạ. Ngon không? Xin. Ngon lắm anh, bởi vì cái này anh bao mà. Ngon thật sự. Trời ơi, ngon mọi người. Ngon. Ngon. Ngon không? Ngon không? Thôi ngon em. Em biết thì ngon. Ngon ăn rồi không? Không. Phong, ngon em. Hả? Thời gian chờ đợi của Phong cũng đã được đền đáp. Cái này là Sido mua cho mình các bạn ạ, Sido yêu mình lắm. Ok anh em ạ, thì bây giờ là bọn mình đã xong cái phần chuẩn bị hết rồi. Bây giờ bọn mình sẽ đi qua một cái nơi người ta gọi là chụp ảnh shooting hả? Studio để chụp ảnh anh em ạ. Đây, tất cả anh em đã chuẩn bị xong hết rồi. Đấy. Búp bê. Hello. Đây là búp bê bị lỗi. Giống Skin Timmy trên Mini World các bạn. Comment phía bên dưới nha. Skin Timmy nha các bạn, Skin Timmy luôn. Tóc này, nhìn tóc này, nhìn tóc này. Không có gì thì vẫn là dạy. Vừa lấy cái ở cái đâu. Chào Khang. Chào chị. Hồi hộp không em? Ủa em có chụp đâu. Hả? Em có chụp đâu. Có, em có chụp. Em có chụp đó hả? Có, nè anh đang chụp em nè. Ok anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua studio. Chụp. Gửi cái liếm yêu thương đến các bạn nè. Hello. Hello mọi người. Chào anh ba chụp ảnh nè. Mình ung quay, đang quay, mình ung quay. Con này Sơn Tùng nè các bạn. Dạ, mình đẹp trên Sơn Tùng á. Còn tôi mượn, vừa mượn kính của Caron. Tôi chả phát hiện ra đây không phải kính cận anh em. Kính của Sơn Tùng. Cú lừa. Dạ, dạ, dạ. Kính của Sơn Tùng. Cái đầu xanh không có trọng luôn. Không có trọng mà. Hồi nãy vậy luôn. Trọng nha. Đây chính là góc nghiêng thần thánh của chàng trai 16 tuổi. Là em gửi cho anh nha. 17, 17. Tôi thấy là cái kèo là trời sắp mưa rồi anh em à. Nhưng mà không sao, hy sinh vì nghệ thuật. Để ta tâm đó. Tối nay anh ngủ một kia đi với ông Thành qua đây chơi ma sói đi. À, ngủ qua chơi ma sói thôi. Ê, Joe, what's up?